Thưa quý vị, thực hiện kế hoạch tổ chức chuyên đề sân khấu hóa tác phẩm văn học trong dạy học môn ngữ văn của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận 3, 13 trường trung học cơ sở công lập, ngoài công lập trên địa bàn quận 3 đã tích cực tham gia xây dựng những tiết mục sân khấu hóa tác phẩm văn học đặc sắc. 13 trường trung học cơ sở công lập, ngoài công lập trên địa bàn quận 3 đã tích cực xây dựng, quay video clip những tiết mục sân khấu hóa tác phẩm văn học vô cùng đặc sắc để dự thi. Các tác phẩm đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của học sinh và phụ huynh thông qua các lượt bình chọn trên nền tảng LMS, hệ thống quản lý học tập trực tuyến. 6 tác phẩm đã được lựa chọn vào chung kết. Đây là những cái hoạt động mà để tạo điều kiện cho học sinh phát huy cái tính sáng tạo cũng như là trải nghiệm được cái tác phẩm đã được học trong chương trình. Và đây là một sân chơi rất là hào hứng dành cho học sinh quận 3. Và thầy cô cũng rất là hứng thú khi mà tham gia hướng dẫn cho học sinh. Sân khấu hóa tác phẩm văn học là hình thức dạy học hấp dẫn nhằm tích cực hóa năng lực người học, tạo niềm say mê, hứng thú, sáng tạo nơi học sinh trong việc học tập môn ngữ văn. Hoạt động tạo dựng môi trường học tập giúp học sinh có cơ hội được giao lưu, học hỏi, thể hiện khả năng của mình ở nhiều hình thức biểu diễn nghệ thuật, tạo ra sân chơi lành mạnh, sôi nổi và bổ ích.